Đồ gỗ Nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý khách, xin giới thiệu với mọi người đây là bộ sản phẩm bán cực kỳ là chạy, rất là hot của xưởng Đồ gỗ Nội thất Hữu Huân, bộ Âu Á tay voi đặc hàng VIP nhất trên thị trường hiện nay. Tay 12, chân 12 và hàng rất là dày, khuôn 4 ván 2, yếm 4. Thông tin chi tiết thì em sẽ giới thiệu ngay để mọi người có thể theo dõi luôn và không để mất thời gian quá nhiều của mọi người nữa. Thì cái bộ sản phẩm này được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá, không pha tạp bất kỳ một thanh gỗ nào khác và gỗ không bám một chút rác nào. Tất cả những cái phần chân thì bên em đều lọc lựa chân xỉ lành cho mọi người, lành sạch cho mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Và đẹp từ dưới mặt, từ dưới gầm lên trên mặt. Cái sản phẩm này thì gồm có 6 món như mọi người có thể nhìn thấy: một cái văng dài, hai cái chiếc ghế đơn, một cái đôn đầu bàn, một cái bàn lớn và một chiếc đôn ngồi như trên màn hình. Và cái sản phẩm này thì nó là một trong những cái mẫu sản phẩm VIP nhất trên thị trường, VIP nhất trong những mẫu Âu Á tay voi đặc. Và về chi tiết thì chi tiết độ dày sẽ như sau. Tất cả những cái phần cột này là cột vuốt móng liền này. Các bác có thể nhìn thấy những đường vân thớ gỗ liên tiếp nhau, không hề có đường nối. Và nếu mà để ý với những cái hàng khác trên thị trường thì các bác sẽ thấy có đường ghép ở đây, nếu mà hàng phổ thông hoặc là hàng chợ. Chương thì là chương liền, chương liền dày 8 phân, chương liền nguyên cả một khối luôn, liền hết từ dưới lên trên này, liền cả sang hai bên cái vòi voi này. Thì đối với những hàng phổ thông thì sẽ có đường ghép ở đây, các bác có thể nhìn kỹ sẽ thấy, nhìn qua thì có thể không để ý, nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy đường ghép nếu mà đối với những hàng phổ thông các bác nhé. Còn hơn nữa thì chương dày 8, cột dày 7, đối với những cái hàng cột dày 7 như này bên em xẻ ra cái cột rất là dày, hơn 10 phân cơ thì mới vuốt được cái móng tròn xoe như thế này, liền khối như thế này. Tại vì đối với những hàng cột ghép thì có thể chồng lên nhau làm rất là tiết kiệm gỗ, nhưng mà đối với những cái hàng cột liền như thế này thì các bác hình dung là phải vanh với cả vẽ từng cái cột, khối gỗ sẽ ra rất là dày và đằng sau bỏ đi rất là tốn gỗ, chi phí cao hơn rất là nhiều. Và bộ này là bộ tay 12 chân 12, khác với hàng tay 10, tay 12 chân 10 hoặc là hàng tay 10 chân 10, tốn gỗ hơn và bản cột dày hơn, bản cột bản chương liền khối hơn. Nữa thì cái phần tay voi này các bác để ý, tay voi này tay voi liền nguyên cả một khối, tay voi toàn bộ là tay voi liền nguyên khối, liền nguyên khối luôn. Cái chỗ đoạn này là các bác hình dung nhá, cái chỗ đoạn này là cái gỗ nó vanh đến đây nhá, còn khi mà trà đi là không có vấn đề gì hết, còn gỗ thì vẫn là nguyên khối 100% hết. Gỗ toàn bộ là tay voi đặc nguyên khối và bản tay voi rất là cao, cực kỳ là cao luôn. So với những cái hàng mà tay voi khác trên thị trường thì thường thường nó sẽ thấp hơn, thì dáng sẽ bị bè bè tù tù hơn. Còn cái dáng voi này rất là cao, cao từ mặt đất lên tới đỉnh chương là tận 1m22. Tay voi, riêng tay voi là cao 25cm. Nó sẽ khác với hàng tay thấp, tốn gỗ hơn bản tay 12 x 25. Và hơn nữa thì khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân, cổ chỉ chạy rích rác. Và phần yếm này bên em làm yếm dày 4 phân, cực kỳ là dày, cực kỳ là nặng. Và tất cả những cái bọ góc này này là bên em đục tỉa hết hơn 50 cái bọ góc, rất là cầu kỳ. Và gỗ thì đều màu tăm tắp, các bác có thể nhìn thấy gỗ cực kỳ là đều màu. Đối với những cái sản phẩm đều màu như thế này, lọc lựa gỗ rất là lâu, rất là mất nhiều thời gian. Và hơn nữa gỗ xỉ, bên em làm không bám một sợi rác nào luôn, đảm bảo từ dưới gầm lên trên mặt không có bám rác một chút nào luôn, khác với những cái hàng rác, hàng gỗ xấu. Và hơn nữa thì ván toàn bộ là ván liền tấm dày 2 phân, vách dày 2 phân, đục rất là sắc nét, cực kỳ là sâu và sắc nét. Vách thì bên em làm thắt rất là cong, dáng ghế cực kỳ là dẻo và khỏe khoắn, chương cong ngả ra đằng sau. Chiều cao lên tới mặt ngồi tận 45cm, đoạn thì có 8 chân, có chiều dài 2m57, cao 1m22 và sâu là 77 phân. Tiếp theo đến nữa đó là cái bàn lớn thì có kích thước là 81 x 1m57, mặt bàn đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió, ván bàn liền tấm, ván bàn liền một tấm. Đôn đầu bàn có kích thước là 81 x 45, đục chùa một cột rất là đẹp, có một cái ngăn kéo, bàn thì có hai cái ngăn kéo. Và tiếp theo đến nữa đó là hai cái chiếc ghế đơn thì đồng kích thước luôn, có chiều rộng là 97, cao là 1m22 và sâu là 77, tổng phủ bì tính cả độ ngả, còn sâu trên khuôn tranh là 65. Thế nên lòng ngồi rất là thoải mái các bạn, lòng ngồi cực kỳ là sâu và thoải mái. Cái keo nhá các bác nhé, đang dính một cưa vào đây này. Đấy,
Thì đây là sản phẩm mộc thô, bên em chưa qua bất kỳ một khâu làm nguội hay là trà quạt mộc nào hết. Thế nên những cái đường nét rất là thô sơ, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy các chi tiết chạm trổ đã rất là sắc nét rồi. Đi vào hoàn thiện thì còn rất là nhiều công đoạn nữa thì mới đến khâu cuối cùng. Thì mỗi xưởng sẽ có một quy cách làm nếu mà tính nhá. Về chi phí thì riêng công hoàn thiện của các xưởng khác nhau thì nó đã chênh nhau tầm độ 3 triệu là chuyện bình thường. 3 triệu là chuyện bình thường nếu mà làm dối với làm kỹ các bác ạ. Nó sẽ, nước sơn nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Và các bác sẽ thấy hàng kỹ, hàng chất lượng nó sẽ, từng chi tiết sẽ được trau chuốt, đảm bảo và sờ trơn tru. Các chi tiết nó sắc nét, sắc sảo ra sao. Những cái đồ gỗ mỹ nghệ này nó hơn nhau ở cái tay nghề, hơn nhau ở cái độ tỉ mỉ, sắc nét. Nó sẽ quyết định cái độ đẹp của sản phẩm. Còn nhìn qua ảnh nhiều khi là cũng, nếu mà quay nhanh thì các bác chưa chắc đã để ý. Cái đôn này thì có kích thước là vuông 45. Và đây là chiếc ghế đơn còn lại. Chiếc ghế đơn còn lại vẫn là bản cột liền, cột vuốt móng liền, chương liền, chương liền nguyên khối, tay đặc nguyên khối. Sản phẩm gồm có 6 món. Quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến cái mẫu Âu Á này thì có thể liên hệ tới số 0988685625. Bên em có website noithathiuan.com, địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, để mọi người có thể tham khảo, cũng như là nếu mà có điều kiện có thể qua tận xưởng bên em kiểm tra từ mộc các cái sản phẩm bên em quay. Và những cái sản phẩm mà em quay thì em cam kết là có gì nói đấy, kích thước ra sao chuẩn như thế, thế nên mọi người yên tâm nhé. Bên em không nói quá, không nói hơn, và quay rất là kỹ để cho mọi người có cái nhìn chân thực nhất. Dù qua xưởng hay không thì mọi người vẫn có thể tự đánh giá và tự đưa ra cái nhận xét khẳng định của mình. Và đến nơi xem thì mọi người sẽ, nếu mà ai có điều kiện đến nơi xem thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng mà nếu mà không có điều kiện qua thì bên em vẫn cam kết đảm bảo chất lượng như nhau. Nếu mà có thắc mắc gì có thể gọi điện đến số em đang để trên màn hình. Mọi người có thể chụp ảnh lại cái số điện thoại này, lưu lại để mọi người có thể kết bạn Zalo, cập nhật những cái thông tin mới nhất của xưởng em. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại.